Thưa quý vị, Bộ Y tế đã chính thức đề nghị các tỉnh thành phố cần triển khai quyết liệt các biện pháp để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch là nhân viên y tế và tuyệt đối không để lây nhiễm. Với các tỉnh như là Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh đồng bằng sông Hồng thì cần nâng cấp độ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và đồng bằng sông Hồng, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh chỉ đạo tổ chức điều trị phân luồng người bệnh nặng và không có diễn biến nặng chuyển tuyến trong trường hợp cần thiết nâng cấp độ công tác phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất, cho lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người bệnh tại các khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực và ngẫu nhiên người bệnh nội trú từ 30% trở lên của các khoa còn lại để phát hiện sớm các nguy cơ dịch bệnh và có thể áp dụng phương pháp gộp mẫu phù hợp với đánh giá nguy cơ. Các địa phương cần ra soát và báo cáo thường xuyên về tiểu ban điều trị, cục quản lý khám chữa bệnh. Trong đó, khó khăn và đề xuất cần chi viện giúp đỡ từ các tuyến trên.